thấp thỏm. Anh biết rồi đấy, anh. Lo lắng. Đó là tâm trạng mà hàng trăm chủ xe chạy tuyến Mỹ Đình, thành phố Hà Nội đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Hòa Bình đang phải trải qua mấy ngày nay. Không lo sao được khi mà khối tài sản là những chiếc xe khách có trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ đồng, có nguy cơ không phát huy hiệu quả trong kinh doanh sản xuất. Suy luận của khách từ ở đây mà về đến Yên Nghĩa thì không bao giờ người ta về, mà người ta sẽ về thẳng Giáp Bát, nó là thuận hơn. Khu vực Mỹ Đình này người ta phải di chuyển sang Gia Lâm hoặc Yên Nghĩa hoặc là nước ngầm thì người ta phải bắt xe buýt đi quá xa. Thế nên là thứ nhất là không thuận tiện cho khách, thứ hai nữa là nhà xe bọn em là không làm ăn được. Đây là chiếc xe khách mà anh Vũ Duy An, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vừa mới đầu tư với giá hơn 1 tỷ đồng. Để có tiền mua chiếc xe này, anh An phải chấp nhận vay lãi ngân hàng gần 700 triệu đồng. 300 triệu đồng còn lại, anh phải vay mượn anh em, bạn bè và người thân. Qua tỉnh Hà Nam thì có 3 doanh nghiệp vận tải xe buýt chạy vào tuyến Giáp Bát. Vậy là nếu như mà chúng tôi mà giờ, bây giờ hiện tại giờ nếu về nước ngầm thì đúng là phá sản luôn. Việc điều chuyển và phân lại luồng tuyến xe khách tại bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội hiện đang được dư luận đồng tình và ủng hộ. Ngoài giải quyết tình trạng quá tải cho bến xe này, còn ngăn chặn dứt điểm vấn nạn xe khách chạy sai luồng tuyến, xe dù, bến cóc, lộng hành gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, các chủ xe cũng cho rằng việc điều chuyển cần phải có lộ trình và phương án phù hợp, bởi sự thay đổi đột ngột sẽ khiến cho các nhà xe gặp nhiều khó khăn vì lượng khách truyền thống không còn. Bến này thì bọn em được khoảng 75-80% lượng khách. Thế mà nếu như mà đi bến khác thì em nghĩ là được đến 30% là tốt. Thế cho nên nguy cơ là không làm ăn được rất là cao. Để có khách mà cũng đảm bảo được cái ổn định của khách Yên Nghĩa thì chắc rằng là phải mất một thời gian khá lâu. Mà trong cái khá lâu này thì liệu có thể tồn tại được hay không? Chiều ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết vừa tiếp tục có văn bản điều chuyển tuyến Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về bến xe khách nước ngầm và Yên Nghĩa. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có tuyến của 7 tỉnh phải di rời khỏi bến xe khách Mỹ Đình. Những cảnh thấp thỏm lo âu như thế này chắc chắn sẽ vẫn còn.